Chào các bạn, vừa qua xoay quanh ồn ào giữa nữ ca sĩ Ngọc Cara và người đại diện ACM tức bà Tạ Thị Thu Hà, mẹ nuôi KACM đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ của cả hai nghệ sĩ này. Trong một chương trình phát sóng trên YouTube ngày 11 tháng 9 năm 2020, khi nhận được câu hỏi về mối quan hệ giữa Ngọc Cara và KACM, Ngọc Cara đã có chia sẻ về lý do mà cô không muốn tiếp tục hợp tác với KACM nữa. Lập tức, phía ACM đã có phản ứng tung ra hình ảnh công văn số 60/2020/CV-TIL trên mạng xã hội, khẳng định những phát ngôn của Ngọc Cara là sai sự thật, có tính chất bôi nhọ và yêu cầu Ngọc Cara gỡ bỏ và cải chính thông tin. Nếu không thực hiện yêu cầu trên, phía ACM sẽ khởi kiện. Ngay sau đó, công ty luật đại diện cho phía Ngọc Cara đã có phản hồi bằng công văn phúc đáp và gửi đến công ty ACM theo đường chính thống. Cùng lúc, vào chiều ngày 25 tháng 9, 2020, Ngọc Cara cũng đã tổ chức một buổi gặp gỡ phóng viên báo chí nhằm mục đích công khai toàn bộ bằng chứng và chứng minh những thông tin cô chia sẻ trước đây hoàn toàn dựa trên cơ sở có thật về việc mẹ nuôi KACM đã không minh bạch về tài chính trong quá trình hợp tác. Rõ ràng trong cái hợp đồng giữa ACM với Biển Đông không có một điều khoản nào chỉ định bà Hà là người trực tiếp làm việc với Biển Đông. Cũng như trên hồ sơ pháp lý, chúng tôi cũng thấy là không có một cái giấy ủy quyền nào của công ty ACM ủy quyền cho bà Hà là làm việc với ca sĩ Ngọc Cara cũng như là Tân Viễn Đông. Tuy nhiên, về mặt thực tế thì các chị đã thấy, tuy là không có giấy ủy quyền, tuy không được chỉ định, nhưng mà về mặt thực tế thì các anh chị đã thấy là cái việc mà thực hiện hợp đồng giữa ACM và Viễn Đông là hoàn toàn do bà Hà là thực hiện. Tức là ngoài những cái việc mà đóng tiền, đóng góp vốn theo cái hợp đồng thì bà Hà bà vẫn luôn nhắn tin là mượn tiền nóng, rồi là mượn tiền cho người chữa bệnh vân vân. Nói chung là, nhưng mà cái số tiền, tổng số tiền mà bên Biển Đông chuyển cho bà Hà là gần gấp đôi với cái số tiền so với hợp đồng. Thế cho nên là cái việc mà cô ca sĩ Ngọc Cara cũng phát biểu như thế, tôi thấy là hoàn toàn là không có gì là sai, không có gì là bôi nhọ, mà cái đó là phát biểu trên cơ sở thực tế và sự thật là như vậy. Và tất nhiên cũng có rất nhiều câu hỏi từ phía fan KSM đặt ra cho Ngọc Cara là tại sao cô không lên tiếng tại thời điểm hợp tác mà lại là thời điểm này. Phải chăng cô đang muốn tạo scandal để nổi tiếng? Trước những câu hỏi đó, Ngọc Cara đã chia sẻ: gần đây cô có tham gia một chương trình game show và nhận được rất nhiều tình cảm yêu quý từ phía khán giả, thì không có lý do gì để cô phải tạo scandal nhằm thu hút sự quan tâm từ công chúng. Theo như các bạn đã biết, trước đây đã không ít lần Ngọc Cara phải đối mặt với những câu hỏi về mối quan hệ với KACM, nhưng cô vẫn khẳng định mọi việc bình thường. Điều đó có nghĩa cô không hề có ý phanh phui sự thật với mục đích thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, tại một sự kiện ra mắt phim gần đây, cô vô cớ bị réo tên. Điều này đã khiến cô vô cùng bức xúc và buộc lòng phải nói lên sự việc. Và cô cũng chia sẻ, trong quá trình hợp tác, không ít lần mẹ nuôi KACM đã có những việc làm khiến dư luận nhầm tưởng Ngọc Cara là talent thuộc sự quản lý của ACM. Chẳng hạn như, cô muốn Ngọc Cara gọi KACM là sếp, và trong các thư mời Ngọc Cara cùng tham dự sự kiện với KACM, đều gắn ACM sau tên Ngọc Cara, trong khi Ngọc Cara với danh nghĩa rõ ràng chỉ là đối tác trong các dự án âm nhạc. Trong buổi trao đổi, cô cũng khẳng định mục đích ban đầu chỉ muốn nói lên sự thật và không muốn đưa sự việc đi quá xa, nhưng phía ACM đã có động thái đưa pháp luật vào để giải quyết sự việc, nên Ngọc buộc lòng phải theo đuổi sự thật đến cùng và cũng hy vọng mọi việc sớm kết thúc để cô tập trung cho những dự án sắp tới. Cô chia sẻ sẽ phát hành mini album Vol 1 vào đầu tháng 12/2020 và rất mong nhận được sự ủng hộ từ phía những người hâm mộ đã theo dõi Ngọc.